Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay, thứ tư ngày 1 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ trở lại sau khi đã giảm rất mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 2.291 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng với tỷ lệ tăng mạnh là 0,69%, hiện tại giao dịch ở mức 106,31 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 2% sau khi mà đã giảm mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại giao dịch ở mức 60.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,690% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm đứng ở mức 81,38 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm hơn 2% trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, xuống mức thấp nhất của một tuần trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4. Do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng bạc xanh đã tăng mạnh khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm chuẩn cũng cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này. Mặc dù giảm mạnh nhưng vàng vẫn có được tháng tăng thứ 3 liên tiếp nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại rủi ro địa chính trị và lực mua từ các ngân hàng trung ương. Giá vàng đã tăng 3% trong tháng 4 và chinh phục được mức cao kỷ lục là 2.431,2 đô la Mỹ trên một ounce vào hồi đầu tháng. Theo chuyên gia phân tích cấp cao Ricardo Evergreta của ActiTrade cho rằng, động lực chính đằng sau mức tăng trong vài tháng qua của kim loại quý là bất ổn địa chính trị, những lo ngại đã khiến giới đầu tư đổ xô vào vàng để tìm nơi trú ẩn an toàn. Còn theo chiến lược gia thị trường cấp cao Bohabuco LCU Future chắc chắn rằng thị trường vàng vẫn đang ở vị thế tăng giá và kim loại quý này sẽ tiếp tục tiến lên trong thời gian còn lại của năm. Hiện tại, các nhà đầu tư đang chú ý đến quyết định chính sách của Fed trong ngày hôm nay. Phát biểu sau cuộc họp của Chủ tịch Fed ông Jerome Powell và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố trong ngày thứ Sáu, các nhà giao dịch đã hạ thấp kỳ vọng về thời điểm và mức độ cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm nay. Sau khi các báo cáo được công bố cho thấy lạm phát tăng nóng hơn dự kiến và các quan chức Fed bao gồm cả ông Powell liên tiếp đưa ra các lời lẽ diều hâu. Evergreta dự báo ông Powell có thể sẽ đưa ra quan điểm cứng rắn hơn, điều này sẽ đẩy kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sang quý 4 hoặc thậm chí sang năm sau, kịch bản này sẽ là điểm xấu cho vàng. Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới hay gọi là WGC cho biết, thị trường vàng đã chứng kiến khởi đầu năm mới tốt nhất kể từ năm 2016, khi mà nhu cầu mạnh mẽ của châu Á và lượng mua kỷ lục của các ngân hàng trung ương. Theo đó, nhu cầu vàng vật chất toàn cầu đã tăng lên 1.238 tấn, tăng 3% so với quý đầu tiên của năm 2023. Mặc dù giá vàng giảm, nhưng các chuyên gia phân tích của ANZ vẫn giữ quan điểm tích cực về vàng và cho rằng sự điều chỉnh lành mạnh có thể sẽ đưa vàng tới mức 2.500 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm rất mạnh trong khi giá vàng miếng SJC trong nước tạm thời đang trong giai đoạn nghỉ lễ. Do đó mà chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục bị đẩy lên một mức cao mới. Hiện tại, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.292 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương khoảng 70,62 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là đang thấp hơn giá vàng miếng SJC tại chiều bán ra trong nước là 14,57 triệu đồng trên một lượng. Hiện tại, chỉ có duy nhất hệ thống vàng mi hồng là tiếp tục điều chỉnh giảm khá mạnh sau khi mà đã giảm trong phiên giao dịch hôm qua. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang giữ nguyên ở mức 83 triệu đồng trên một lượng mua vào và 85,20 triệu đồng trên một lượng bán ra. Mức giá này được áp dụng cho cả ba hệ thống Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đang mua vào mức 82,60 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 85,20 triệu đồng trên một lượng. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 83 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 85,20 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì tạm thời cũng không có thay đổi. Với mi hồng SJC mua vào mức 82,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,80 triệu đồng trên một lượng, giảm 400.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm 200.000 đồng trên một lượng bán ra. Còn đối với mặt hàng vàng nhận đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, thời điểm này thì cũng chưa có nhiều thay đổi. Với giá nhận đồ số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 73,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,50 triệu đồng trên một lượng.
Giá nhân loại đồ chỉ mua vào ở mức 73,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 75,60 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng chưa có thay đổi, mua vào mức 74,38 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 75,98 triệu đồng trên một lượng. Với mặt hàng vàng nhẫn tròn bố số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji đang mua vào mức 75 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 76,70 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin này. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 25.088 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.458 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.540 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.640 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng. Đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng có mức giá tương tự như STC Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.260.000, bán ra 8.480.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. Phú Quý SJC mua vào 8.290.000, bán ra 8.490.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.295.000, bán ra 8.480.000. My Hồng SJC mua vào 8.210.000, bán ra 8.380.000, giảm 400.000 đồng trên một lượng mua vào, 200.000 đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 20.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 8.300.000, bán ra 8.500.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 8.260.000, bán ra 8.480.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.300.000, bán ra 8.522.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này tạm thời cũng không có thay đổi về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2.200.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. STC Huế mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. STC Bạc Liêu mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.300.000, bán ra 8.520.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì cũng không có nhiều thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.380.000, bán ra 7.550.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.380.000, bán ra 7.560.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.370.000, bán ra 7.470.000. Vàng 24K mua vào 7.196.000, bán ra 7.396.000. Vàng 18K mua vào 5.368.1000, bán ra 5.618.1000. Vàng 14K mua vào 4.120.4000, bán ra 4.370.4000. Vàng 10K mua vào 2.880.3000, bán ra 3.130.3000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.